Chào các bạn, mời các bạn cùng xem những chú kiến nó thường làm gì ở trong bể nuôi nha. Có loại kiến Angelic thì nó có tập tính là buổi sáng là nó đi kiếm ăn, nó ra ngoài ở phía tiểu cảnh này, rồi nó đi lung tung để nó kiếm thức ăn và nó đi dọn rác, nó vứt rác. Và buổi tối tầm từ 8 giờ thì nó vào hang hết, tầm từ 8 giờ đến 9 giờ là bắt đầu nó vô hang hết và không con nào nó đi ra ngoài nữa. Mà nó ngủ á, giống mình đi ngủ nên, nhưng mà nó ngủ có khi sớm hơn mình nhiều. Các bạn thấy thì đây nè, ví dụ đây là nó đang kiếm ăn nè, đây con này đang đi vứt rác này. Những rác là gì, thì những cái ví dụ như xác kiến mà lâu ngày nó chết á, thì kiến nó không có để trong hang mà nó sẽ đem ra khỏi hang, và nó thường là tìm cái chỗ nào mà xa cái hang nhất á là nó vứt rác. Này, một chú kiến chết nè. Đấy. Thế thì nó sẽ ngậm và nó tìm cái nơi xa nhất, và thường á mình thấy là nó sẽ đi qua đường ống này, và nó đi qua viên cái chỗ mà khu vực xa nhất là tiểu cảnh bên này, tiểu cảnh ra các bạn. Đây, ví dụ chú kiến này cũng đang tha một con kiến bị chết nè, nó đem qua tạm bên này, nó vứt là nó vứt xa đây nè, một cái xác kiến nữa nè các bạn. Đấy, nó vứt xa vậy đó, mục đích là để kiến nó cũng hay lắm, nó không có để mà xác chết ở trong hang đâu, nó vứt ở xa khu vực hang để tránh mầm bệnh cho đàn kiến các bạn. Này các bạn thấy không? Đấy, bây giờ nó đem qua, nó đi theo đường ống, nó đi qua và nó sẽ vứt ở bên tiểu cảnh rờ này. Đấy, các bạn xem tổng thể này, nó qua bể chính và nó kiến nó khôn lắm, nó đem nó vứt rác ở phía này. Đó. Nè, đây chưa, cái xác chết nè, xác kiến chết nè. Thì kiến nó cũng có tuổi đời các bạn, nó sinh ra cũng rất là nhiều và nó chết thì cũng lê ra các bạn. Cái loại kiến này dễ, rất là dễ nuôi, có khi các bạn nuôi chỉ cần đùa ngọt không là nó cũng chỉ cần đường thôi. Ở nhà có đường trắng hoặc là những loại đường cục á, hoặc là những loại chất ngọt, nói chung là đều ăn được hết các bạn, không cần cho ăn thêm gì nữa, trái cây cũng được luôn á. Loại kiến này cực kỳ dễ nuôi và các bạn xem nè, hàng ngày mình ngồi mình ngắm nhìn cái đàn kiến nó làm việc như thế nào thôi. Đó. Chúng đi kiếm ăn này. Đó. Đây là đường trắng nè ha. Cái chỗ này là cái khoang chứa nước các bạn. Đấy, bơm nước giữ ẩm trong hang là bơm vào đó. À, đi hút nước đường. Đấy, cổng vào hang. Nó cho ăn thì rất là dễ, mình có hai khay thức ăn thì thích cho nó ăn cái loại gì thì cứ thay đổi nha, ví dụ bên này bỏ kẹo nè, hoặc là một ít sữa ha, hoặc là cái mẫu sô cô la gì đó, những cái loại chất ngọt ấy, chất cay luôn ha, là chúng ăn được nha bạn. Cái loại rất là dễ nuôi và sạch sẽ lắm, nó không ăn cái đồ thịt côn trùng đồ này kia đó, như các loại săn mồi thì nó sạch, nó không có bị gây ô nhiễm.
Wow, bữa nay trứng quá trời luôn. Trứng này là sắp thành hình rồi nè. Vậy chồng kiến quá trời. Này, trứng này là sắp thành kiến con rồi. Sinh sản rất là nhiều luôn. Nó ở chủ yếu bên chỗ này, màu đen này. Rất nhiều luôn. Đợt này chỉ có một kiến chúa thôi mà sinh sản kinh khủng thiệt. Kiến gần thành hình đấy à. Ủa, trứng lũ khổ luôn, trứng nhỏ nhỏ bé tí rồi. Để mình dùm lại một tí nữa nha. Nói mình cứ ngắm hoạt động của đàn kiến thôi. Đây là cũng một cái thú vui sau những ngày làm việc mệt mỏi các bạn. Không cần chăm sóc gì nhiều, các bạn chỉ cần cho đường và lâu lâu bơm bổ sung nước vào khoang chứa nước để nó làm ấm hơn là được rồi. Vậy là xong. Nếu mà có rác gì thì các bạn dọn cho nó sạch sẽ là được. Kiến này nó cũng rất là hung nha. Hôm sau mình sẽ test thử cho bạn xem bỏ một cái con kiến nào dòng Irritin Carbonated gì đó bỏ vô là nó đánh dữ lắm. Rồi, xin chào các bạn nha. Bye bye.